Dạ hay ha chú đó, ha. mình coi cái xe đằng trước nè. Dạ. À. Đó, nó thoải mái. Dạ. Một ngày mình có thể rửa 10 lần. Ừ. Mà một tháng mình có thể rửa 30 lần luôn cũng được. Dạ. Mỗi ngày mình mỗi vô cũng được, không thành vấn đề. Đó. Mình muốn vô lúc nào mình rửa cũng được. Nước e nó flow. Dạ, nó đổi nó làm sấy khô. À, nó sấy khô cái xe mình đi. Thì cái đèn xe đèn đỏ nó mới biết là ô, có cái xe đang chờ đèn đỏ. Yeah. Thì nó sẽ chờ cho đến lúc nó sẽ bật cái đèn xanh ra cho mình chạy. Đó. Còn nếu như cái đường bên này á, thì vào đường bên này mình đang đèn xanh mình chạy nè. Yeah. Rồi bên kia đầu xe đèn đỏ. Mà bên kia đèn xe đèn đỏ mà nó không có người đầu á. Yeah. Tức là không có người nào trên cái lúc đó đó. Thì là nó cứ cho mình chạy hoài. À, thành ra là đến khi mà có người đậu lên trên cái lúc đó đó thì nó bắt đầu nó mới tắt đèn xanh bên này rồi nó mở đèn xanh bên kia cho người ta chạy. Thì Bùi Hồ với lại chú Kevin Trần sẽ đi đến một cái nơi rửa xe. Chú ơi, ở đây thì ở Mỹ thì rửa một chiếc xe ô tô như thế nào? Con thấy xe đông quá. À đây nè, bên này cái rửa xe này, bây giờ rửa xe ở Mỹ á, thì nếu mà mình vô mình đưa cho người ta tự ra rửa cho mình á. Dạ. À, trong ngoài luôn á thì giá khoảng chừng độ 25 cho đến 30 đô. Dạ. Còn cái chỗ này á là một cái chỗ mình có thể mình chú đóng membership hàng tháng cho nó. Dạ. Tức là một tháng chú đóng cho nó 20 đô. Dạ. Thì chú vô chú rửa một tháng 30 ngày, một ngày có thể rửa 10 lần cũng được, không thành vấn đề, giống như là bao á, bao sạch luôn á. Dạ. Đó. Thì mình sẽ vô trong này, mình đi vô trong cái này nè. Thì nó sẽ nhận được cái xe của mình by license plate. Dạ, mình đóng trước rồi. Mình đóng trước rồi, đó, Minley thấy không? Minley 19.99. Dạ. Đó, mình đóng trước cho nó rồi. Ừ. Là mình tới đây, mình cứ đậu đây là nó tự động nó thấy bảng số của mình. Dạ. Là nó biết là mình có đóng tiền. Yeah. Là nó sẽ mở lên cho mình vô thôi. À. Đó, thì bây giờ những người này họ cũng đang xếp hàng nè. Yeah. Mà cái cửa này nó tự động, nó sẽ cho mình, nó sẽ biết trước là người nào tới trước, người nào tới sau rồi nó sẽ mở cửa cho người tới thôi. Đó. À. Thì giờ hình như là cái thằng bên kia nó tới trước mình nè. Yeah. Thì nó sẽ được vô trước, rồi mình sẽ là vô sau đó thằng đó vô, thấy không? Đó. Vậy là mỗi tháng là một tháng là khoảng 20 đồng. 20 đồng, một tháng đúng 20 đồng, có 30 ngày. Dạ. Là nó sẽ trả mình 20 đồng, 20 đô la. Mà 20 đô la đó là mình sẽ rửa thoải mái. Dạ. Một ngày mình có thể rửa 10 lần. Ừ. Mà một tháng mình có thể rửa 30 lần luôn cũng được. Dạ. Mỗi ngày mình mỗi vô cũng được, không thành vấn đề. Đó. Mình muốn vô lúc nào mình rửa cũng được. Đó. Thì đây là cái trải nghiệm mà mình vô trong này rồi nó sẽ hướng dẫn cho mình cái xe mình vô trong cái track rồi nó sẽ moving thôi. Dạ. Chút nữa nó sẽ hơi ồn chút xíu. À, mình ngồi trên xe luôn. Mình ngồi trong xe luôn, mình không phải đi đâu hết á. Dạ. Rồi vấn đề mình hút bụi sao chú? Hút bụi thì ra ngoài đó nó có máy cho mình hút bụi. Dạ. À, hoặc là mình muốn lau xe hay gì đó thì mình tùy mình muốn làm gì mình làm. Dạ. Ở đây nó chỉ rửa phía ngoài cho mình thôi. Ôi trời ơi. À, nó rửa phía ngoài. Nhưng mà nó sạch không chú hả? Nó sạch luôn, nó sạch bon luôn á. Dạ. À. Mỗi chiếc xe thì nó rửa khoảng bao nhiêu phút hả chú? À, chắc khoảng độ chừng 2-3 phút gì thôi à. Dạ. Dạ. Thì Bùi Hồ cứ thấy cái kiến của xe của chú đang dơ nè đúng không? Dạ. À, bây giờ nó đang dơ nè. Dạ. Bây giờ tí ra mình coi kết quả đó là làm sao. Đây là cái cách mà người những người mà lái xe ô tô á cần cái thời gian nhanh hả chú ha? Đúng rồi. Dạ. Mình vô đây thì nhiều khi á là xe mình nó chỉ bị dơ là do bụi thôi. Dạ. À, thì mình vô đây mình rửa thì nó nhanh. Dạ. À, để nó tiện lợi nó nhanh, còn khi mình drop xe vô thì nó lâu. Dạ. Tại vì người ta rửa cho mình, người ta kỳ cọ, người ta làm đủ thứ. Dạ. Rồi thứ hai nữa đó là mình rửa ngoài á là lại mình phải cho tiền tip nữa. Dạ. À, tức là người ta rửa cho mình là service mà. Dạ. Thì thường thường là mình rửa xe xong là người ta mình phải cho họ 5-6 đồng gì đó tiền tip riêng nữa. Dạ. À, nhưng mà cái tiền tip thì cũng là xứng đáng thôi. Dạ. Họ làm cho mình, nhưng mà cái là mình tốn thời gian. Còn thường thường ở đây á, chú đi rửa cái này á là cả rửa và cả lau xe cả everything á thì hết khoảng chừng độ nửa tiếng đồng hồ thôi. Dạ. là xong cái xe. Mà nếu mà chỉ có bây giờ bắt đầu là mình tính nha, 4:43 ha. Dạ, bây giờ mình coi bây giờ mình coi là từ đi qua đó là bao lâu là biết liền. Ôi bây giờ nó đang rửa
đó, nó xịt xà bông ra rồi các đó là nó, máy nó quay rồi nó rửa cái xe của mình luôn. Dạ hay ha, đó mình coi cái xe đằng trước nữa. Dạ à, đó nó sửa toàn diện luôn, nó rửa xuống cả bánh xe, gầm xe là nó làm hết. Bánh xe là nó vẫn rửa bánh luôn, xe nó hả? Rửa luôn, nó có cái máy bên hông á. Dạ để nó chà cái bánh xe mình luôn. À ai không cứ bán anh chị. À, bây giờ nó quét nè. Đó, nó quét. Nó quét sao không? Ủa, anh đây nó mới đầu bắt đầu. Dạ, nó lao. Nó lao, cái này đã lao. À, cái hệ thống lao nè. Ôi trời ơi. Đó, đây nó quay. Thấy nước nó tạt không? Dạ. Đó, nước nó xịt nè. Thôi bây giờ nước nó sạch. À, nước nó sạch. Dưới xe kiểu Mỹ nha. À, nước nó xịt. Bây giờ nó quét thôi chứ. Dạ, nó quét cái bánh xe đó, cái đằng. Dạ, này nó quét cái bánh xe. Này là quét bánh xe. Dạ, nó quét bên hông. Dạ. Còn đằng trước này là nó quay trên trần, trên mui xe. Dạ. Đó, rồi bắt đầu nó mới rinh xe lại. À, sau đó nó mới xịt nước thôi chú ha. Xịt nước đó. Nhưng mà lỡ ví dụ mà trường hợp mà quên mà kéo kiến xuống dưới nó nhận diện được là no, là mình sẽ bị ăn ngay thôi. Là mình sẽ bị nước vô xe. Dạ. Rồi mình phải đóng cửa kiến lại hết. Trải nghiệm này tuyệt vời ha. Nó qua trình tự, nhiều trình tự đó thì. Dạ, nó xịt. Rồi bên đó nó dry. Dạ. Cái chỗ này bắt đầu là nó xịt cái cốt. Đó, nó xịt cái nước cốt. Đó. Ở đây bắt đầu nó dry, nó nước e, nó flow. Dạ, nó đổi, nó làm sấy khô. À, nó sấy khô cái xe mình đi. Ô hay dữ trời. Đó. Bây giờ tí mình đi ra ngoài kia, mình đậu xuống. Dạ. Xong mình đi ra, mình coi xung quanh xe của mình coi nó sạch không, mình biết liền. Hay là nếu mà không sạch tới mình chạy lô lần tiếp. Dạ. Mình chạy vô là mình chạy ra tiếp, một ngày mình có thể đi cả chục lần cũng được tùy mình. Dạ. Đây là một trong những cái cách vừa nhanh vừa tiện lợi ha chú ha. Ừ. Nhưng mà khi mình rửa xong gì mình ra mà hút bồi á. Ừ. Thì không tính tiền luôn đúng không? Không tính tiền luôn. Dạ. À, nó tính nó nằm trong này hết rồi. Đó, bây giờ nó có những cái station này nè. Dạ. Để cho mình có thể mình rút bụi hoặc là mình muốn lau hay mình muốn làm gì mình làm. Yeah. Đó, thì bây giờ mình đậu vô bên này rồi bữa hồi muốn đi ra ngoài, bữa hồi coi cái xe có nó sạch hay không á, rồi đó hút bụi là mình cái vòi xanh. Yeah. Là mình hút bụi đó. À, bây giờ bữa hồi với chú đi xuống nữa nè. À, đây người ta tự lau luôn ha. Đây là toan luôn, tiết kiệm. Ô sạch chứ cả nhà. Dạ. Thì nếu như mà mình muốn thêm nữa đó, mình dùng cái này. Dạ. Mình xịt nè, mình xịt nó. Dạ. Đó, mình xịt nó, mình xịt chỗ gì cho văng nước ra. Dạ. Đó, xịt nó. Mình xịt những cái chỗ cần thiết thôi. Dạ. Nhưng mà con đã thấy nó đã sạch rồi chú. À, rất sạch chứ không ơi, văng nước ra rồi. Dạ. Đó, cho nó văng nước ra. Đó. Đại khái rồi. Dạ. Ô, bên kia có một cái chiếc Dạ. Chiếc đó chiếc Tesla đúng không chú? Hả? Chiếc Tesla đúng không? Tesla, dạ. Đây mà chốt á. À, Cybertruck. Đó là còn nếu như mà mình muốn hút bụi á. Mình hút bụi thì mình lấy cái ống này. Dạ. Ống này ra là hút bụi. Ồ. Dạ, mình mở cửa xe ra rồi mình hút. Vậy thì tính ra là rửa xe ở đây rất nhẹ chú ha. Ừ. Đó. Ồ. Chú mới rửa hôm cách đây mấy ngày rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ này chỉ làm lại thôi. Cho bụi hồ thấy cho vui thôi. Dạ. Để cho bác anh chị biết được rửa xe hơn như tại Mỹ ha. Đó. Rồi. Ví dụ giờ mình muốn hôm nay chú không có mang cái khăn đi. Dạ. Nhưng mà nếu mình có khăn đi thì mình lau lại cái kiến chút xíu. Dạ. Không thì mình xịt cũng được. Dạ. Đó. Hay quá. Xịt đi ra. Thật ra là nó không thua là người ta rửa thủ công là mấy đâu.
hả, ba khoảng chừng 25 đến 30 đô. Dạ. Tùy theo người ta rửa thủ công là 25 đến 30 đô. À. Nhưng mà con thấy là nó không thua người ta rửa thủ công đâu. Hả? À. Đó thì mình dạ. Rửa ở đây rất là nhiều người ta đang rửa xe nha. Đúng. Điện đâu, cái dòng xe điện ở đây thì người ta đang chuộng nhiều của Tesla chứ. Thì đúng rồi, Tesla họ chuộng nhiều hơn. Dạ. Việt Nam mình chạy Tesla rất là nhiều. Dạ. Để chưa tắt cái nhạc này nè. Con có nghe nói là ở ngay tại tiểu bang California, một số tuyến phố người ta không cho xe, hạn chế xe động cơ đốt trong để chạy vô thành phố, có không chú? Không, cái đó là cái đó là tiểu bang California, là cái ông thống đốc đó. Dạ. Thì ông ra thành luật rồi, tức là tiểu bang California sau năm 2035 thì là tiểu bang California là sẽ không có xe chạy bằng xăng nữa. Tức là ông muốn là cái ông và hội đồng lập pháp á muốn là tiểu bang California là tiểu bang sẽ chạy toàn bằng xe điện không thôi. Dạ. Không có chạy bằng xe xăng nữa. Dạ. À, tức là mình sẽ không có mua được cái xe nào bằng xăng chạy ngoài, mà tất cả mọi người đều phải chạy bằng xe điện hết. Yeah. Cái là năm 2035. Yeah. Thì cái điều đó là ông đưa ra nhưng mà chưa biết là có thực hiện được hay không, tại bây giờ đến đó là còn tới 11 năm nữa đúng không? Yeah. Thì 11 năm thì nó có rất nhiều chuyện xảy ra, thì mình chưa biết là cái plan đó nó có thực sự là được hay không thì mình chưa biết. À, chú con thấy ngoài trước có một cái vòng tròn đó chú. À, cái dòng tròn tròn ngay tại đèn xanh đèn đỏ. Ê, cái dòng tròn tròn. Ok. Ừ. Cái vòng đó đó nó gọi là cái loop detector. Yeah. Cái loop detector đó nó đặt ở trên đường. Nó rằng nó cắt cái đường ra và nó dán cái loop đó ở dưới cái lòng đường. Yeah. Cái bề mặt của lòng đường để mà nó detect cái xe chạy qua. Yeah. Đó. Thì bây giờ đó cái đó nó detect cái xe làm sao, tức là bây giờ đường kia nó đèn xanh đèn đỏ. Thì nếu mà là đèn đỏ mà có xe đậu ở trên cái lúc này á, thì cái đèn xe đèn đỏ nó mới biết là ô, có cái xe đang chờ đèn đỏ. Yeah. Thì nó sẽ chờ cho đến lúc nó sẽ bật cái đèn xanh ra cho mình chạy. Đó. Còn nếu như cái đường bên này á, thì vào dường bên này mình đang đèn xanh mình chạy nè. Yeah. Rồi bên kia đậu xe đèn đỏ, mà bên kia đèn xe đèn đỏ mà nó không có người đậu á. Yeah. Tức là không có người nào trên cái lúc đó đó, thì là nó cứ cho mình chạy hoài. À, thành ra là đến khi mà có người đậu lên trên cái lúc đó đó thì nó bắt đầu nó mới tắt đèn xanh bên này, rồi nó mở đèn xanh bên kia cho người ta chạy. Đó, để nó tránh cái trường hợp đó là khi mình tới đèn xanh đèn đỏ mà cái hướng bên kia nó không có người chạy. Yeah. Mà bên này thì mình cần chạy thì nó vẫn cho mình chạy như bình thường. Yeah. Đó. Còn giả dụ mình đậu ở xe đèn đỏ mà mình không có đậu lên trên cái lúc đó đó, nó không có detect mình được á, thì cái đèn đỏ nó sẽ không bao giờ nó bật lên hết á. Hả? Thì có là do những cái intersection người ta làm về để mà người ta maximize được cái lưu lượng xe chạy trong thành phố, chứ người ta không muốn là ô cái đèn này nó đậu lâu quá, đèn kia là đậu chậm quá chẳng hạn vậy. À, có nghĩa là chú Kenvin Trần chia sẻ như thế này nè cô bác anh chị. À, vào thời điểm đèn xanh đèn đỏ nếu như mà cứ cứ set up là nó đúng cái thời gian quy định là 30 giây, ở mỗi bên 30 giây theo một cái hệ thống á, thì một bên có xe một bên không có xe thì nó sẽ gây ra tình trạng kẹt xe đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và bây giờ cái vòng tròn ở trên cái mặt đường á, nó có chức năng là cảm biến đó, thì khi mà mình đậu chiếc xe lên đó, lên trên cái hình tròn đó và nó nhận diện được là có một cái chiếc xe đang đậu chờ, mà bên kia mà không có xe đối diện ở cái ngã hai bên kia không có xe, thì chiếc này nó tự động nó sẽ chuyển sang đèn xanh cho xe mình chạy. Đúng rồi. Dạ. Thì đó là một cái chức năng mà để cảm biến, để mà điều hướng, điều cho chiếc xe nó di chuyển cho nó nhanh hơn. Đúng rồi, đúng. Dạ. Rồi. Tức là nó muốn để cho là mà nó cảm ứng cái đường chạy xe, để mà đại khái như là mà cái bên kia nếu mà không có ai chạy thì bên này mình được chạy. Dạ. Đó. Thì thí dụ như Bùi Hồ nói á, là cái timing phase của nó là 30 giây. Dạ. Hay là 1 phút. Thì mỗi bên nếu mà không có cái lúc đó thì cứ mỗi bên chạy 1 phút hay là chạy 30 giây xong rồi đến bên kia chạy. Yeah. Nhưng mà nếu như mà bên kia nó chạy mới có 20 giây mà đã hết xe chạy rồi. Yeah. Thì bây giờ không lẽ bên này phải chờ cho bên kia nó hết cái time phase thì mới chạy được đúng không? Yeah. Thì bên kia nó sẽ detect là ok bây giờ không có ai chạy nữa thì tao tắt luôn. Yeah. Để cho bên này chạy. Yeah. Đó. Nó làm vậy để nó
nó ấy cái thời gian cho người ta ra. Mà ở đây thì tất cả những cái intersection, tức là những, tất cả những cái intersection là cái gì hả? Những cái đường ngã tư, tất cả những cái ngã tư nó mỗi cái, nếu đều có cái loop detector đó cho mỗi cái lane hết. Cho mỗi cái lane đều có cái loop đó hết. Thì bây giờ đó, theo technology mới á, thì nó đang đổi từ cái loop detector đó qua bên camera cảm ứng, tức là nó sẽ install cái camera trên kia. Thì nếu như cái camera nó thấy cảm ứng là có cái xe di động ở trong cái hướng này thì nó sẽ thay thế cho cái loop đó. Nhưng mà nó cũng đang thay đổi thôi, cũng chưa có nó cũng đang test ở một vài địa điểm để coi nó có hoạt động ra làm sao. Rồi trong tương lai á, là nó sẽ thay đổi tất cả những intersection bằng cái camera cảm ứng đó thay vì là cái loop detector cảm ứng. Có nghĩa là chú đang chia sẻ là hiện nay thì ở một số cái tuyến đường của thành phố á, nó sẽ thay đổi từ cái nút tròn ở dưới mặt đường bằng cái camera cảm ứng. Và cái camera cảm ứng này nó có nhiệm vụ là điều khiển, có nhận diện được là đối diện nó có chiếc xe hay không. Có mà đó, có không? Một cái này nè, đó cái camera cảm ứng không, trên không? Dạ. Đó, cái đó là camera cảm ứng đó. Dạ. Chứ không phải là nhiệm vụ của nó để xác định là có xảy ra va chạm hay không, mà nó còn thêm cái nhiệm vụ là điều hướng xe. Đúng. Để cho nó lưu thông. Còn thấy những cái công viên ở ven đường đó chú, thì hệ thống tưới nước cho những cái thảm cỏ hay là những cái cây xanh thì như thế nào hả chú ha? Ok, thì những cái công viên á, ở đây á, người ta tưới nước á, người ta không có dùng cái nước mà mình dùng ở nhà. Nó sẽ dùng cái nước tái chế. Tức là những cái nước mà mình dùng ở nhà đó, sau khi nó thải vô trong ống cống á, nó chảy về vô một cái chỗ để mà xử lý. Sau khi nó xử lý cái nước đó rồi, nó lọc những cái chất cặn bã ra rồi á, thì nó còn lại cái nước, thì nó đem cái nước nó chở ngược lại cho những cái chỗ như công viên để mà tưới cỏ. Đã để nó sử dụng hết hoàn toàn cái nước, chứ nó không có dùng một cái nước mới. Đó. Thì như mọi người biết á, là thí dụ như là Bùi Hồ cũng có xây một mấy căn nhà ở bên Việt Nam rồi đúng không? Thì ở hệ thống là toilet đúng không? Thì nó sẽ có cái hầm chứa để mà rồi lọc phải không? Lọc để qua để nước thải ra. Ở Mỹ nó không có cái hầm chứa. Ở Mỹ hệ thống toilet ở Mỹ nó không có hầm chứa. Và hệ thống trong gia đình mình nó cũng không có chỗ để mà chứa những cái nước thải đó. Tất cả những cái nước thải trong nhà của mình á, trong bất cứ một cái gia đình nào ở đây á, nó đều chảy vô trong cái hệ thống ống cống. Hệ thống ống cống đó nó chảy vô trong cái hệ thống của thành phố. Và tất cả những cái nước đó nó được xử lý, nó sẽ đưa về một cái trung tâm để nó xử lý. Tất cả chất thải nó đưa về trung tâm để xử lý. Và nó sau khi nó xử lý xong á, thì cái nước còn lại nó lọc ra, nó sẽ đưa về những cái công viên hoặc những cái chỗ mà của public á, để mà nó tưới cây. Thì những cái hệ thống đó nó đưa về thì nó có đề cho nó sẵn là not for drinking. Tức là không được uống. Không được uống, tại vì trong đó nó chỉ lọc cái chất thải thôi. Chứ nó không có lọc bacteria, tức là nó không có lọc vi trùng. Tức là trong đó nó vẫn còn có vi trùng trong đó. Thành ra mình không uống được, nhưng mà mình có thể làm đem để mình tưới được. Mình tưới cây, tưới đồ này kia là mình sử dụng cái đó. Nha. Và bây giờ chú phải tới đây chú lấy đồ ăn. Và tí xíu nữa Bùi Hồ chia sẻ chai nước này nè cô bác anh chị. Chú chia sẻ cái chai nước này rất là hay luôn. Có một thông tin mà chia sẻ hơi bị gián đoạn tí xíu. Cái này cũng hay lắm này cô bác anh chị. Tại vì ở đây thì Bùi Hồ là kiểu là du lịch tại nước Mỹ nên thành thử là thật ra là có những cái thông tin mà cô bác anh chị đã biết rồi, và có những thông tin là cô bác anh chị không có biết ha. Đây là chúng ta thấy ở trên cái chai nước này nó in là 5 sen với lại hoặc là 10 sen ha chú ha. Và cái chữ này là California ha chú. California Recycle Recycle Value. Thì nó là giá trị của cái recycle. Giá trị của cái chai nhựa này nè.
là 5 sen hoặc là 10 sen. Thì lúc mà mình mua thì bán ra thì người ta đã tính mình rồi hả chứ hả? Người ta mình phải trả tiền đó. Dạ. Tức là khi mình mua cái chai nước này á là thí dụ mình mua cái chai nước này á là 1 đồng. Dạ. Thì lúc mình trả tiền thì mình phải trả tiền là 1 đồng 5 sen. Dạ. Đó, tức là nó cộng thêm 5 sen là tiền giá trị của cái chai. À, cái vỏ tức chai. Là đúng rồi, cái vỏ chai, đúng rồi. Nhưng mà cái vỏ chai này á, khi mà 5 sen này á là mình có thể lấy lại 5 sen. Dạ. Nếu như khi mình uống nước trong trong cái chai xong, mình mang cái chai đó tới cái chỗ mà cái công ty mà nó recycle á, dạ, mình bán lại cho nó thì nó sẽ trả lại cho mình 5 sen một chai. À. Đó. Cái này á là thật sự ra là nó để khuyến khích người California đó là sử dụng những cái đứa này để tái chế lại. Tức là nó khuyến khích người ta là phải nếu như mà anh chịu mang tới cái chỗ để mà tái chế, dạ, thì anh lấy lại được 5 sen tiền của anh. Còn nếu mà anh không chịu làm á, anh dục vô thùng rác á, thì sẽ có người khác làm cho anh chuyện đó, thì người ta sẽ hưởng cái 5 sen đó của anh. Dạ. Ví dụ như một người nào đó người ta đi lượm rác, dạ, người ta lượm cái chai đó, mà cái chai đó là người ta sẽ mang tới cái chỗ đó, họ bán lại cho cái chỗ mà tái chế, thì họ được 5 sen là cái công của họ đi lấy cái chai đó lấy chai đây bán lại. Đúng rồi. Dạ. Còn nếu mà mình lười á thì coi như mình mất toi 5 sen. Đó. Mà ở đây á thường thường á là người ta sẽ đi mua nước á, người ta không có mua dạng theo một chai. Mình thí dụ mình đi Costco, buổi hồi hôm nay đi Costco rồi, dạ, đúng không? Thì trong Costco nó bán từng két nước, một két nước vậy là 40 chai, 40 chai đó nó một két 40 chai. Dạ. Thì ngoài cái tiền một két nước 40 chai là bao nhiêu tiền của Costco đó, thì Costco tự động nó ép vô thêm là 2 đồng. 2 đồng là tại vì 40 chai nhân cho 5 sen là 2 đô, đúng không? Dạ. Là tự động nó ép 2 đô vô trong cái két nước đó của mình. Dạ. Hả? Để mà 40 chai nước này nếu như mà mình uống xong mà mình mang tới cái chỗ tái chế thì mình lấy được là 2 đô. Dạ. Còn nếu mà mình quăng vô thùng rác á thì coi như mình mất toi 2 đô đó của mình. Đó, thì người khác sẽ làm cái gì cho mình, dạ, thì họ được hưởng cái 5 sen đó. À, hay quá. Dạ. Dạ. Thì theo tùy theo cái chai nhỏ đó là 5 sen. Còn cái chai lớn, cái bình mà bự á, cái bình mà 1 gallon á, tức là 4 lít á, yeah, thì cái bình đó là 10 sen. Dạ. Yeah. Đó. Đó. Thì cái bình đó sẽ là 10 sen, còn cái chai nhỏ là 5 sen. Thì khi mà cái phần mà mình bán lại nó có dễ không chú? Nó hay nó bán rất là dễ. Yeah. Tại vì nó cân ký. À. Nó cân ký, nó biết là cái chai này trọng lượng nó là bao nhiêu rồi. Dạ. Yeah. Đúng không? Thì giá trị của nó là 5 sen là một chai. Thì nó nói là ok bây giờ cái này là 100 chai là thành một pound chẳng hạn vậy. Yeah. Thì nếu mình cân lên được bao nhiêu thì nó biết là cái đó là bao nhiêu chai liền. Đó, tức là nó đã có cái vậy rồi. Yeah. Còn nó có một cái loại nữa là mình có thể bán cái chai trong cái máy cũng được nữa. Yeah. Tức là nó có một cái máy xong mình mang cái chai này tới mình bỏ vô thì nó là nó rớt 5 sen ra cho mình. Dạ. Yeah. Hoặc là mình thí dụ mình có mang ra một đống đi, tức là mình có chừng mấy chục chai. Dạ. Đó, mình mang ra mình bỏ vô 10 chai là được 50 sen thì nó sẽ 50 sen nó sẽ chạy ra cho mình 50 sen. Ồ. À, vậy đó. Và cái máy đó thì đặt ở cặp cái tuyến đường hay sao chú? À, nó đặt ở ngoài chợ hoặc nó đặt ở cái chỗ mà cũng cái chỗ gần cái chỗ tái chế đó. Yeah. Thì đa số ở đây thì ít người ta đi mà bán cái chai theo dạng đó. Dạ. Yeah. Tại mình người ta bán chai là người ta tích ở nhà. Dạ. Yeah. Ví dụ như nhà chú đi. Dạ. Yeah. Là chú mua lần chú mua nước là trong Costco á, là chú mua một lần là chú mua tới 4 két. Dạ. Thì 4 két xong á là tụi nhỏ ở nhà nó uống. Thì nó uống xong cái thì chú có một cái bịch bao ni lông chú để đó. Dạ. Rồi tụi nó cứ uống xong cái chai là nó quăng vô trong cái bao ni lông đó. Dạ. À, đến khi cái bao ni lông nó đầy rồi đó thì chú mới đi xử lý. Dạ. Thì thường thường là chú thì chú không có đi bán lại cho cái chỗ tái chế. Dạ. Mà chú lại donate cái chỗ đó, cái số chai đó đó. Dạ. Cho một cái cho nhà thờ. Dạ. Rồi nhà thờ họ sẽ mang cái chai đó đi họ bán, họ tiền có kiếm được cái tiền thì họ cho vô trong nhà thờ. À. Thì chú biết là bên các chùa họ cũng làm như vậy luôn. Dạ. Tức là họ hàng tuần các nhà thờ chùa thì họ cũng đi xin những cái chai này của người dân á. Dạ. Đó, rồi họ dùng cái chai đó đi để họ bán cho cái chỗ tái chế để họ lấy cái tiền lại. Dạ. Đó, thì là một cách để mà mình giúp cho bên chùa bên nhà thờ đó là như vậy.
không những cái chai này mà cái lon nước ngọt mình nó mình cũng bán được nữa. Dạ. Cái lon nước ngọt đó cũng là 5 cent cho một cái lon nước ngọt. Cảm ơn chú đã chia sẻ thông tin rất là bổ ích này. Dạ.